Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các trường mình giới thiệu với các bạn bộ sấy bằng củi hoặc là than tự động. Đó, đầu tiên là về cái cảm biến về nhiệt đã. Cái cảm biến nhiệt sẽ đo hơi nóng, đo nhiệt độ ở trong buồng sấy để là xem là cái nhiệt độ đó nó là bao nhiêu. Nếu mà nhiệt độ mà dưới cái giới hạn mình cài đặt ban đầu, các bạn sẽ tự cài đặt về các cái tham số này nhé, phần sau mình sẽ nói. Các nếu mà nó so sánh thấy rằng là nhiệt độ thấy nhỏ hơn cái nhiệt độ giới hạn cao nhất thì nó sẽ tự động kích hoạt cái việc là thổi quạt gió để tăng tốc quạt gió nóng ấy vào trong cái buồng sấy. Và đồng thời thì cái quạt thổi để làm sao cung cấp thêm oxy cho buồng đốt cũng sẽ phải được kích hoạt tăng tốc lên. Đấy, củi sẽ được tự động đẩy vào để làm sao mà chúng ta giảm thiểu cái công lao động của chúng ta. Cái cảm biến về khói này ấy, thì thực ra thì cái lò sấy than hay củi này của mình là thiết kế không có khói rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn phải làm một cái cách là đảm bảo an toàn nhất có thể. Cho nên là mình lắp vào đây cái bộ cảm biến về khói để đảm bảo rằng là các cái thông tin về khói sẽ được vi xử lý tính toán và ngắt hệ thống khi mà vi xử lý đưa ra lệnh còi báo cho chúng ta biết mà chúng ta không kịp can thiệp. Sau một thời gian cụ thể nào đó, nó sẽ 10-20 giây nó sẽ ngưng hệ thống lại để đảm bảo rằng là các cái loại chăn màn của chúng ta không bị ảnh hưởng. Cảm biến độ ẩm ý, thì các bạn ạ, khi mà cảm biến độ ẩm trả về một cái kết quả rằng là đến một cái mức giới hạn nào đó như chúng ta thiết lập ban đầu, ở phần sau mình sẽ nói là khi thiết lập và nó đến cái giới hạn đó thì nó sẽ tự động là mở cái cửa thoát hơi ẩm ra và kích hoạt cái motor hút hơi ẩm để làm sao mà hơi ẩm sẽ được hút ra. Đó, chúng ta ra nhiệt cho chăn màn tăng cao lên để nó tỏa hơi ra. Khi hơi ẩm cao rồi thì lại hút đi. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái năng lượng. Tiết kiệm được năng lượng các bạn nhé. Thay vì chúng ta cứ thổi vào một đằng cứ như thế là tuồn ra. Và bây giờ là chúng ta sẽ tăng nhiệt lên, sau đó chúng ta sẽ rút ra sau. Nhờ vào cái quá trình này thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian sấy và tiết kiệm được năng lượng. Khi mà cái nhiệt độ mà trong buồng sấy của mình lên quá cao so với lại thiết lập của chúng ta, ví dụ như là chúng ta đang cần là 60 độ C mà bây giờ là nhiệt độ lên đến 62 chẳng hạn, 61 chẳng hạn, đấy thì nó sẽ nó không cần biết độ ẩm là bao nhiêu cả, nó vẫn mở cửa ra để hút cái hơi ẩm ra để đảm bảo rằng là trong buồng sấy của chúng ta không bị quá nhiệt các bạn nhé. Hút ẩm và hút nhiệt ra. Về thiết kế giao diện màn hình chính ý, các bạn xem ở mục 6 này thì mình phải tính toán là phải thân thiện và dễ dùng. Thế thì màn hình giao diện của sản phẩm ý, thì nó rất đơn giản thôi. Nó sẽ bao gồm các cái thông tin về tức là chúng ta sẽ phải có cái màn hình để nhập liệu. Chúng ta sẽ nhập liệu được vào đó. Ví dụ như là nhiệt độ thời gian của một mẻ sấy này là bao nhiêu thời gian, nhiệt độ tối đa là bao nhiêu, độ ẩm tối đa là bao nhiêu. Đó, cái mục 6.2 này là cái mục mà chúng ta sẽ đưa các cái tham số vào để máy nó hoạt động theo ý của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta có thể sấy nông sản, vì là nông sản ấy thì nó có một đặc điểm là nếu mà chúng ta sấy hạt giống được ạ, thì hạt giống mà muốn để làm giống được thì đương nhiên là phải sấy ở nhiệt độ thấp thôi. Đấy, thấp dưới ngưỡng chết của cái phôi. Đấy, ấn nút start để bắt đầu và ấn nút ok để lưu các cái thông tin cài đặt lại. Khi khởi động thì màn hình sẽ hiện lên dòng chữ chào đón chúng ta. Các trường luôn luôn mang lại những tiện ích tăng thêm cho các bạn. Hãy ấn liệt nút ok khoảng 5 giây để cài đặt các thông số ở mục 6.2. Ngoài ra thì cái bộ lò sấy của mình, ngoài cái màn hình ở trên máy thì còn giao tiếp với chúng ta qua được smartphone. Các cái thông tin nhiệt độ, độ ẩm và độ khói được hiển thị trên màn hình để cho chúng ta kiểm soát nó. Đấy, trên màn hình thì của điện thoại của chúng ta sẽ có công tắc
để can thiệp về ngừng hệ thống khẩn cấp. Đó. Và trên màn hình cũng có thanh trượt để tăng tốc hoặc giảm tốc một cách cơ học vào trong cái việc tốc độ của động cơ các bạn nhé. Màn hình bên ngoài của ngay tại chỗ lò đốt ấy, thì hoặc là chỗ tủ sấy thì sẽ có một cái màn hình hiển thị nhiệt độ trong phòng sấy là bao nhiêu, đấy, độ ẩm là bao nhiêu, hiện của cái tức là các cái thông số của cái chương trình giặt lần đó, xin lỗi, chương trình sấy lần đó nó sẽ cụ thể ra và nó sẽ đưa ra một cái thông tin là chuông báo, thì đương nhiên là sẽ là một sự rất nguy hiểm, thì các bạn cần phải chú ý đến nó. Cái chương trình điều khiển này được thiết kế được cho một cái bảng mạch. Cái bảng mạch này có sẵn nguồn 12V, tích hợp sẵn nguồn 12V chất lượng cao, và để giúp ích cho chúng ta là chúng ta có thể mở rộng thêm các cái module. Trong trường hợp trong tương lai, nếu mà bất kỳ một ai đó hay một người nào đó nghĩ ra những tính năng mới, chúng ta có thể một là viết lại chương trình bổ sung thêm, hai là chúng ta thêm những module vào, và như vậy là chúng ta thêm tính năng. Và các cái relay mình để sẵn là các cái cổng NO, COM và NC. Điều này cho phép chúng ta là có thể là các cái giải điện áp khác nhau đều có thể sử dụng được, không cần thiết là cứ phải 220 hay là 12V. Ngoài các relay hoạt động trực tiếp cho mỗi chương trình giặt thì có thêm hai relay chờ đón sẵn ở đó, để sau này chúng ta khi chúng ta tích hợp thêm các cái bo mạch mới hoặc là các cái chương trình mới viết lại, viết thêm thì nó sẽ vẫn hoạt động được ngon nghẻ. Và đây là logo của bên mình, Nguyễn Khắc Trường. Đấy, tự động hóa Trường Sơn. Đây là logo nữa. Và đây là những cái công việc mà tự động hóa Trường Sơn cần phải làm. Thế thì ở đây mình không nhất thiết là cứ phải làm một xong mới đến làm hai, mới đến làm ba, mà làm cái lò sấy này thì đương nhiên là đây là mục 4, mục 3 là nhiệm vụ của mình. Đấy, nhưng mà trong khi đó thì vẫn áp dụng thêm cả mục 4. Đấy, điều khiển các thiết bị qua điện thoại đó ở cái mục vừa nãy mình giới thiệu các bạn ấy. Ok, cần gì các bạn liên hệ với mình đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Đâu rồi?